Trong khuôn khổ hội nghị tham tán thương mại năm 2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị bàn về phát triển thị trường xuất khẩu gạo năm 2016. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết năm 2015, Việt Nam đã xuất khẩu gần 6,6 triệu tấn gạo, đạt giá trị hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ. Tháng 1 năm 2016, Việt Nam cũng xuất khẩu hơn 416.000 tấn gạo. Các thị trường xuất khẩu gạo chính vẫn là Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, khu vực châu Phi, châu Mỹ và châu Úc. Tại hội nghị, tham tán tại một số thị trường đã trả lời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đồng thời chia sẻ thông tin về những thay đổi cơ chế chính sách nhập khẩu gạo, phương thức bảo quản, mẫu giám định hàng hóa, đặc thù riêng của từng thị trường, từng mặt hàng gạo cụ thể, của địa bàn mình trực tiếp quản lý. Đặc biệt, Việt Nam đã và đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, nên một số nước nhập khẩu gạo đã thực hiện đấu thầu công khai. Do đó, thời gian tới, gạo Việt Nam sẽ trực tiếp cạnh tranh với các nước xuất khẩu gạo như Thái Lan, Pakistan, Myanmar, v.v. Do vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh cho gạo Việt Nam trên trường quốc tế, các tham tán mong muốn các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam ngoài việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, thì cần phải kết hợp chặt chẽ với thương vụ để đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm đối tác, xây dựng hình ảnh thương hiệu gạo Việt Nam trên trường quốc tế. Nhân dịp này, thay mặt Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã trao bằng khen cho 22 tập thể và 44 cá nhân đã có đóng góp vào thành tích xuất sắc trong công tác xuất khẩu gạo niên vụ 2014-2015.